Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, để thể hiện thiện chí, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trên đảo Ostrov Germany, tức đảo rắn, và rút quân đồn trú tại đây. Điều này đã chứng minh cho cộng đồng quốc tế thấy rằng Liên bang Nga không ngăn cản nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong việc tổ chức hành lang nhân đạo cho hoạt động xuất khẩu nông sản từ lãnh thổ Ukraine. Trước đó, đảo rắn với vị trí cách Odessa khoảng 140 km về phía nam là mục tiêu đầu tiên mà Nga kiểm soát sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào nước láng giềng. Theo đại sứ Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, các đơn vị lực lượng Nga và Lugansk đã tiến vào thành phố Lysychansk từ phía đông nam, hoàn thành việc rà soát khu công nghiệp và các công trình gần nhà máy cao su công nghiệp Lysychansk. Tuy nhiên, việc rà soát các vùng lãnh thổ đã được kiểm soát ở thành phố Lysychansk vẫn được tiếp tục. Lysychansk là chốt chặn cuối cùng của quân đội Ukraine tại tỉnh Lugansk sau khi quân đội Nga tuyên bố giành toàn bộ quyền kiểm soát thành phố lân cận Severodonetsk. Nếu kiểm soát Severodonetsk và Lysychansk, Nga có thể tạo bàn đạp để kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Đạo luật mới được Hạ viện Nga thông qua đã tạo ra một cơ sở pháp lý cho Moscow đáp trả hãng truyền thông của bất cứ quốc gia nào hạn chế hoạt động của nhà báo Nga. Cụ thể, hãng truyền thông đó sẽ không được công nhận và bị cấm hoạt động tại Nga hoặc bị cấm phát thông tin trong lãnh thổ Nga. Biện pháp này sẽ chỉ được dỡ bỏ khi quốc gia liên quan cho phép truyền thông Nga làm việc không bị hạn chế. Công tố viên trưởng cũng sẽ có quyền chặn các trang mạng được cho là liên tiếp truyền bá thông tin không đúng sự thật và lệnh chặn sẽ được các nhà cung cấp mạng internet thực thi ngay lập tức. Duma thông qua đạo luật trên sau khi Nga đe dọa không công nhận các tổ chức truyền thông Mỹ nhằm đáp trả việc nhà báo Nga bị tấn công tại Mỹ và các kênh truyền hình của Nga bị rút giấy phép phát hành tại Mỹ.